Ngày 12 tháng 11, Câu lạc bộ Lãnh sự Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc hội chợ từ thiện quốc tế lần thứ 27 năm 2022. Hội chợ có sự tham gia của trên 30 gian hàng đến từ Tổng lãnh sự quán 20 nước. Đây là dịp để khách tham quan trải nghiệm món ăn, hàng quả từ khắp nơi trên thế giới. Tham gia mở gian hàng tại hội chợ, anh Nguyễn Thành Phú cho biết, để chuẩn bị cho hôm nay, công ty anh mang đến khoảng 100 thùng hàng, bao gồm quần áo, giày dép và đồ thể thao. Tất cả tiền bán hàng của anh sẽ được gửi về quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những người kém may mắn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Theo bà Milena Badula, Chủ tịch Câu lạc bộ Lãnh sự Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tính đến nay, hội chợ từ thiện quốc tế đã có tuổi đời gần 30 năm. Toàn bộ khoản tiền quyên góp được từ hội chợ sẽ được dùng để tài trợ các dự án cải thiện cuộc sống cho những mảnh đời khó khăn tại Việt Nam. Hội chợ mở cửa từ 10 giờ 30 đến 16 giờ ngày 12 tháng 11 tại khách sạn Caravelle, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.